Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh chị em, con cháu nội ngoại tộc, dòng họ Nguyễn kính mến. Cổ nhân xưa có câu: cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu? Gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quế hòe thịnh vượng, thọ trường vương hanh. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, những điều tốt đẹp này đã được cháu con họ Nguyễn bao đời nay đã ghi sâu và lưu truyền mãi mãi. Họ Nguyễn ta như cây đại thụ, chắc rễ nhiều cành, đâm chồi nảy lộc, tỏa bóng sum suê, cháu con trưởng thành vượt bậc. Những người con dòng họ Nguyễn, trẻ, già, trai, gái, dù ở xa hay gần, trên khắp mọi miền đất nước, đều một lòng hướng về nguồn cội tổ tiên, nơi quê cha đất mẹ. Họ Nguyễn ta đã có biết bao người con xa quê nay thành đạt trong mọi lĩnh vực, cũng đã góp phần vào xây dựng đất nước quê hương để ngày thêm mạnh giàu tươi sáng. Đó một phần lớn là nhờ vào hồng phúc của tổ tiên, công lao ông bà cha mẹ, là niềm vinh dự tự hào cho dòng họ Nguyễn chúng ta. Chiều theo ý chỉ của tổ tiên và ý nguyện của anh em họ Nguyễn, nhất tâm thành kính dâng lên tiên tổ một ngôi từ đường để con cháu có dịp về tri ân phụng sự tiên tổ. Thank you.
bình thân đọc chúc nghe đọc chúc vị. Thank you.
hiểu biết quý. Trước tiêu Thank you.
thay mặt ban kiến thiết của ban lễ khánh thành tổ chức nhà thờ họ Nguyễn Kim xin nhiệt liệt chào đón và tri ân tất cả các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh, các chị và các cháu đến dự lễ khánh thành nhà thờ họ hôm nay. Xin chúc mừng. Kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh, các chị và các cháu, để tri ân công đức tổ tiên và được bác quân trưởng họ ủng hộ kiến cúng đất, tất cả con cháu họ Nguyễn Kim đã họp bàn và nhất trí cao quyết tâm xây dựng nhà thờ, quyết tâm xây dựng công trình nhà thờ họ để các cụ tổ tiên có chỗ thờ cúng nghiêm trang. Và đến hôm nay nhà thờ đã xây dựng xong, làm lễ khánh thành cung kính mời các cụ tổ tiên về nhà mới. Tôi thay mặt ban quản tộc công bố lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Kim xin tất cả mọi người chúc mừng. Và sau đây thì trong quá trình kiến thiết và xây dựng thì đã có bảng chi tiêu chi phí xây dựng cơ bản, thì bây giờ xin giới thiệu cháu Khâm sẽ lên đọc chi tiết bản xây dựng và công đức của anh em trong họ và con cháu. Tôi xin được thông qua cái bảng tổng hợp chi phí về tổng xây dựng công trình. Thì về thứ nhất là về phần vật tư xây dựng, về phần đất đá đổ nền là hết 71.350.000, về phần sắt thép xây dựng các loại là hết 36.404.000, về trang trí phù điêu cuốn thư các loại 5.830.000, về xi măng hết 31 tấn bằng 34.910.000, ngói lợp nhà thờ là 24.109.000, về công xây móng bằng 15.400.000, công xây nhà của thợ là 123.800.000, về sắm sửa nội thất đồ thờ cửa chính là 62 triệu, về bàn lọc là 5.500.000 đồng, sơn nhà thờ là 38 triệu, gạch lát nền là 3.520.000, đá lát bậc là hết 7.750.000, và lắp điện vật tư hết 5.815.000, cửa võng giữa 12 triệu, khung dạp là 3.010.000, chi là vật các loại là 5.340.000, chi làm giấy mời cộng hai con chuyện hết 770.000, khung dạp bổ sung là 240.000, tiền bồi dưỡng thợ đổ mái là 750.000, bạt che dạp là 1.150.000, ban thờ bên phải hai đại tự cửa võng là 45.500.000 đồng. Về thu tiền để xây dựng nhà thờ thì theo kế hoạch là thu đóng góp 4 triệu đồng trên một đinh, tức là một khẩu, thì họ Nguyễn Đa đến thời điểm này là có 132 đinh, thì số tiền đã thu được là 435.200.000 đồng, còn lại phải thu những khẩu nộp còn thiếu là 88.800.000 đồng. Thì chú bác trong họ nội cũng như là họ ngoại đã phát tâm tiến cúng công đức để xây dựng nhà thờ. Gia đình là bác Nguyệt Dũng là 2 triệu đồng, gia đình cô Lê Trung thành phố Hồ Chí Minh 30 triệu đồng, gia đình chị Lan Kiên là 2 triệu đồng, gia đình chị Trang con bác Quân là 2 triệu đồng, gia đình bác Yến 1 triệu đồng, gia đình bác Oanh Trung 1 triệu đồng, gia đình bác Hằng Dinh 1 triệu đồng, gia đình bác Hải 1 triệu đồng, gia đình bác Lệ Đại 1 triệu đồng, cháu Na Khơ con chú Khơ 2 triệu đồng, cháu Cẩm Anh con chú Kha 2 triệu đồng, gia đình cháu Loan Hải 2 triệu đồng, gia đình cháu Lâm Xiêm 2 triệu đồng, gia đình cháu Sim Hưng 2 triệu đồng, và gia đình cháu Xuân Thơ 2 triệu đồng, gia đình cô Thục Dậu 4 triệu đồng, gia đình bà Nguyên là 2 triệu đồng, gia đình chú Phương Hợi là 2 triệu đồng,
Gia đình cháu Tài Hương 1 triệu đồng. Cháu Thư và cháu My, con cháu Tài là 1 triệu đồng. Cháu Tố Uyên và cháu Bình An, con anh Thuật là 4 triệu đồng. Gia đình cháu Linh Nhàn 2 triệu đồng. Gia đình cháu Tuấn Thảo 2 triệu đồng. Gia đình bà Dinh là 2 triệu đồng. Gia đình bà Ngân Hòa 500.000 đồng. Gia đình cô Khuê Khê là 2 triệu đồng. Gia đình bà X Lập là 1.500.000 đồng. Gia đình bà cô Điều Định là 500.000 đồng. Gia đình bà Đào Hạo là 300.000 đồng. Gia đình cháu Thảo Luyến 500.000 đồng. Gia đình chú Thiện Liên 500.000 đồng. Gia đình anh Thanh Thịnh, ban thờ giữa và khám ba gian 36 triệu đồng. Gia đình cháu Khâm, cháu Khơ, cháu Kha, câu đối đại tự giữa là 26 triệu đồng. Gia đình chú Kim Hằng là 1 quả chuông đồng 7.500.000 đồng. Gia đình chú Thạch Minh 1 bộ đỉnh đồng là 10 triệu đồng. Gia đình bác Quân Thủy 1 ban thờ bên trái là 15.500.000 đồng. Gia đình anh Dự Hà 4 cây đèn thờ 3 triệu đồng. Gia đình chú Khôi quần áo tế 2 triệu đồng. Gia đình cháu Loan 2 chậu cảnh, cháu Tài chậu cảnh và cây đào, chú Khôi 2 cây hoa mẫu đơn. Và gia đình anh Tuấn Hải 6 triệu đồng. Gia đình bác Toàn, gia đình anh Lực, gia đình anh Lưỡng, gia đình bác Đạo, gia đình anh Đạt, gia đình chị Anh, gia đình chị Thủy, gia đình bà Thu và gia đình chị Thoa là mâm bồng và đài đồng 2 lọc bình là 13 triệu đồng. Gia đình anh Bảng 1.500.000 đồng. Gia đình Thuật 6, 2 cây hoa mẫu đơn 2 triệu đồng. Gia đình cháu Lượng Linh 3 chiếc chiếu 260.000 đồng. Gia đình bà Thược Lợi Đồng Nai là 2 triệu đồng. Gia đình ông Thủy Huệ là 1 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Thái Học 500.000 đồng. Gia đình ông Trần Văn Tương 300.000 đồng. Và gia đình cháu Nguyễn Bích Ngọc, con bà Lợi Hùng, Hà Nội 1 triệu đồng. Gia đình cháu Nguyễn Thị Sáu Thụy, Tân Phú, Đồng Nai 500.000 đồng. Gia đình cháu Nữ Tình, Ninh Hòa, Hoa Lư 1 triệu đồng. Gia đình bác Oanh Trung 300.000 đồng. Cộng thêm cháu Trường Hạnh 200.000 đồng. Gia đình cháu Kim 200.000 đồng. Và gia đình bác Hải 300.000 đồng. Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng Dinh, Kim Sơn, Ninh Bình 500.000 đồng. Và gia đình bác Yến Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình 500.000 đồng. Gia đình cháu Khuyến, Lạc Thủy, Hòa Bình 400.000 đồng. Gia đình cháu Hà Thu, Kênh Gà, Gia Viễn 400.000 đồng. Và gia đình cháu Dũng Nghi, Kênh Gà, Gia Viễn 400.000 đồng. Gia đình cháu Chuyển ở Kênh Gà, Gia Viễn là 400.000 đồng. Gia đình cháu Liên Cường ở Chi Phong là 500.000 đồng. Gia đình cháu Luyến ở Kênh Gà, Gia Viễn 400.000 đồng. Gia đình cháu Khải Truyền, thành phố Hòa Bình 500.000 đồng. Gia đình Ngô Nam Hoài ở thành phố Hòa Bình 500.000 đồng. Gia đình cháu Hân Hoa, Lạc Thủy, Hòa Bình 1 triệu đồng. Gia đình cháu Thúy, Lạc Thủy, Hòa Bình là 1 triệu đồng. Tổng số tiền công đức đến nay họ Nguyễn Kim đã nhận được là 213.060.000 đồng. Thì như vậy cân đối thu chi đến nay là còn dư khoảng 40 triệu đồng. Thì báo cáo với nội tộc là sau cái buổi lễ ngày hôm nay là do vừa xây dựng, vừa kiến thiết cũng như vừa tổ chức để khánh thành. Xin được giới thiệu nữa là gia đình cháu Long ở thành phố Hà Nội là 1 triệu đồng. Gia đình cô Lợi Kiên ở Bắc, gia đình chú Kiên Bắc ở Đồng Nai 1 triệu đồng ạ.
Tôi xin thay mặt ban kiến thiết và ban tổ chức lễ khánh thành xin cảm ơn và tri ân tới tất cả toàn bộ các ông bà, cô dì, chú bác, các anh, các chị và các cháu nội ngoại đã hết lòng ủng hộ và đóng góp công sức, tiền của để đến hôm nay các cụ tổ tiên đã có nhà mới đàng hoàng tươi đẹp. Một lần nữa xin tri ân đến toàn bộ các ông bà, cô dì, chú bác, các anh, các chị và các cháu bên ngoại đã tiến cụng về tổ ngoại. Xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ tôi xin đọc một bài thơ. Hôm nay là cũng là tâm huyết khi mà nhà thờ đã làm xong. Thì là cụ Nguyễn Xuân Đề cũng là người cao tuổi ở trong họ cũng đã rất là vui mừng. Là một bài thơ, ở đây một bài thơ là cũng chúc mừng nhà thờ và cũng răn dạy con cháu làm sao mà đoàn kết rồi là phấn đấu kinh tế phát triển và học hành đỗ đạt. Bài thơ, tôi xin đọc bài thơ. Hôm nay con cháu vui mừng khánh thành nhà tổ phục thờ tổ tiên, con cháu nội ngoại đôi bên một lòng thành kính tổ tiên cội nguồn, đã bao lớp lớp cháu con nối tiếp truyền thống thắt son một lòng, con cháu giữ lấy đức tâm đoàn kết vui vẻ tình thâm mặn nồng, con cháu cháu mặn một lòng học tập đỗ đạt rạng ngời tổ tiên, con người có tổ có tông ơn sâu nghĩa nặng tổ tiên vun trồng, ước mong Nguyễn Kim họ ta kinh tế phát triển nhà nhà bình yên. Và một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe toàn bộ các ông các bà, cô dì chú bác và các anh các chị các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.